bên em chiều trên phố vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em cậy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa êm. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh guitar của mình. Tiếp tục cái bài thứ 3 trong cái loạt bài 7 ngày biết đệm Tây Ban Cầm. Thì ở bài thứ 2 chúng ta đã chuyển vòng cảm âm cái bộ hợp âm la thứ với tất cả những hợp âm có mặt trong hợp âm la thứ như sau. Chúng ta để ý là mỗi hợp âm chúng ta chỉ đi có một nốt bass. Bây giờ chúng ta sẽ tăng cường thêm một nốt bass nữa cho cái phần trên này, để cho phần bass nó dày lên thành hai nốt bass song song. Mà các bạn đã chơi hơi lâu lâu rồi thì có thể các bạn đã nhận thấy được là cách làm như thế nào. Nhưng nếu các bạn quá mới thì mình có thể giải thích như sau. Chúng ta đếm nhịp ở trong mỗi một cái ô nhịp. Để thêm được một nốt bass ở trên này, chúng ta phải bỏ bớt đi một nhịp ở dưới này. Chúng ta sẽ bỏ cái nhịp cuối cùng để mà dùng nó đánh vào trên này và sau đó đánh tiếp một lần nữa. Vậy sẽ có double bass, tức là hai bass. Các bạn để ý nha. Bỏ này. Cũng dễ hiểu mà phải không? Chúng ta bỏ bớt cái nhịp cuối để rồi chúng ta bù vào trên này thành thêm một bass nữa. Ok, khi chuyển hợp âm, chúng ta trong vòng hợp âm này chúng ta sẽ chuyển từ la thứ, chúng ta chuyển xuống rê thứ. Khi chuyển hợp âm chúng ta cũng theo nguyên tắc như vậy. Và chúng ta sẽ nhớ là hãy dùng cái nốt bass của hợp âm cũ để làm cái nốt bass bổ sung, dẫn đường cho dây bass đi xuống cái nốt bass đầu tiên của hợp âm mới. Khi đó chúng ta sẽ tạo ra được một cái hiệu ứng là chúng ta vừa mới bum 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 bum. Vậy khi mà còn nằm ở hợp âm chưa chuyển thì chúng ta đánh double bass. Khi chuyển thì chúng ta dùng bass cũ để làm đường dẫn cho bass mới. Và khi chuyển qua son trưởng ở trong vòng hợp âm này thì chúng ta sẽ dùng bass cũ làm đường dẫn cho bass mới. Có nghĩa là nốt bass của re bây giờ trở thành cũ rồi và nó sẽ dẫn đường cho chúng ta đi tới bass mới của son. Chúng ta sẽ bắt đầu từ re. Khi chúng ta về tới son thì chúng ta đánh double bass ở đây trong một nhịp, và sau đó nhịp tiếp theo chúng ta sẽ dùng nốt son này để làm đường dẫn, nốt dẫn đường cho cái nốt bass tiếp theo của hợp âm đô là nốt đô. Chúng ta sẽ đánh như sau. Tương tự như vậy, chúng ta sau khi đánh một nhịp tiếp theo là double bass thì chúng ta sẽ dùng tiếp nốt bass này để làm đường dẫn, dẫn xuống nốt bass của hợp âm pha trong cái vòng hợp âm này. Khi chúng ta có được nốt pha đánh double bass xong thì chúng ta dùng nốt pha đó để dẫn về nốt mi của hợp âm mi 7 hoặc là mi trưởng. Chúng ta tiếp tục.
vậy chúng ta đã dùng nốt cuối cùng của âm Mi sau khi đánh double bass xong. Chúng ta lại dùng nó để dẫn về hợp âm la thứ là hợp âm chủ. Các bạn hãy tập cái vòng hợp âm này theo cái lối double bass đó thật là kỹ để cho nhuyễn tay phải cũng như là tay trái. Khi các bạn tập nhuyễn rồi, chúng ta có thể hát. Các bạn lưu ý rằng khi hát, có thể chúng ta sẽ không đi theo hoàn chỉnh như vậy, mà chúng ta tùy cơ ứng biến. Lúc thì double bass, lúc thì single bass, chỉ đánh một bass như là cái lối cũ mà chúng ta đã học trước ở bài học số 2. Đôi khi chúng ta dùng đường dẫn để dẫn xuống, đôi khi chúng ta nhảy thẳng hàng rào luôn. Có nghĩa là không lúc nào cũng phải đi đường ngay nối thẳng, mà chúng ta có thể nhảy rào cho nó vui. Bên em chiều trên phố vắng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mong về một ngày có mưa êm. Vậy các bạn thấy có lúc thì mình đánh double bass và có lúc mình đánh single bass thôi. Thì các bạn tùy cơ ứng biến, không nhất thiết là cứ phải rập khuôn các bạn ha. Nhưng mà khi tập, các bạn tập đúng như vậy cho mình. Mục đích là để làm quen nha, để quen tay trái và quen tay phải. Chúng ta có thể đánh một bài khác. Mình anh nơi đây ôm bao tiếc nuối, cuộc tình đã xa. Mình anh nơi đây lang thang mưa rơi, anh nhớ tới người. Lời yêu mong manh khi xưa em trao toàn những dối gian. Em đang vui bên ai, cười nói với ai. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Vì em đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi ta bên nhau em nói tình chẳng thể phai. Anh ngu ngơ anh tin và anh đắng cay. Các bạn thấy vừa rồi mình có chuyển một lúc 3 nốt bass ở chỗ này. Thì đó là một cái cách mình mở rộng bass thôi. Khi mà chúng ta đánh. Vì em đến mê sao hoa nơi ai quên mất lối về. Các bạn ta chuyển về la thứ bằng cách là tức là đánh double bass thôi. Bum bum. Hay như kiểu mà hồi nãy giờ mình chuyển là từ nốt cũ dẫn qua nốt mới đó. Nhưng mà có thể chuyển nhanh thì được 3 nốt. Mình anh lên đây đang thang mưa rơi, anh nhớ tới người. Oh sorry. À đúng rồi, tới người. Lời yêu mong manh khi xưa em trao toàn những dối gian. Đấy, thì khi mà các bạn chuyển như vậy thì các bạn có thể linh hoạt đánh 3 bass một lúc, miễn sao các bạn giữ được cái nhịp ha, như mình vừa mới làm. Có lẽ mình lên làm lại một chút xíu chỗ này vậy các bạn chắc ăn ha. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Em đam mê xa hoa nơi ai quên mất lối về. Ngày xưa khi tay bên nhau em nói tình chẳng thể phai. Đấy, thì vừa rồi mình lại chuyển, cũng chuyển từ đô về la nhưng chuyển qua 2 bass. Thì mình đánh chậm lại chút xíu các bạn, rất là đơn giản thôi. Các bạn đánh riết một chút xíu các bạn sẽ quen hả. Làm lại câu đó nha. Vòng tay yêu thương bên nhau hôm qua chỉ là giấc mơ. Em đam mê sao hoa nơi ai quên mất lối về. Chỗ này các bạn chuyển 3 bass đi. Đấy. Ngày xưa bên nhau em nói tình chẳng thể phai.
đấy. Thì 3 bass hay là 2 bass, 2 bass là căn bản mình học thì nó đều, còn 3 bass thì bạn chỉ cần linh động đánh nhanh lên để nhanh một chút để cho nó kịp với cái nhịp á, thì các bạn sẽ ok nhé. Rồi, mình hy vọng là bài học hôm nay có ích cho các bạn. Mình xin phép dừng bài học ở đây các bạn nhé. Và cái nội dung bài chính của bài học hôm nay là các bạn tập chuyển hợp âm double bass để dày tiếng bass lên và dùng tiếng bass cũ dẫn đường đi tới hợp âm mới của tiếng bass của hợp âm mới nhé. Chúng ta hệ thống hóa một lần cuối cùng. Cứ tập như vậy cho thật duyên và sau đó các bạn tập hát vô ha. Khi tập hát có thể các bạn không đánh đủ double bass, không sao, chúng ta cần phải linh hoạt chỗ đó. Những chỗ nào không đánh được double bass các bạn bỏ qua, các bạn đánh single bass thôi để các bạn chuyển. Và khi chuyển không nhất thiết cứ phải là dùng một nốt dẫn đường để đi tới hợp âm mới, mà chúng ta có thể là chuyển trực tiếp qua luôn nha các bạn. Có nghĩa là bài hát của chúng ta khi đệm chúng ta cần phải thay đổi tiết điệu, thay đổi cách đệm để cho cái phần đệm của chúng ta nó linh hoạt, chứ không có đều thì nghe nó cũng hơi nhạt, các bạn công nhận không? Nên chúng ta cứ linh hoạt chỗ đó. Nhưng mà khi tập chúng ta tập cho thật kỹ là đầy đủ, tập cứ đều. Nhưng khi đánh hát thì chúng ta linh hoạt, chỗ nào double bass được thì double, không thì chúng ta chơi single cũng được các bạn nhé. Ok, chúc các bạn vui vẻ nha. Rồi, gặp lại video sau nha các bạn. Bye bye nha.